Thưa khán giả, đối với cây chuối thì vào mùa mưa bão thì thường hay bị bệnh và sẽ bị rách lá như thế này. Thì trong phần tiếp theo chương trình, phần kinh nghiệm nhà nông, một nhà nông sẽ có những cái chia sẻ kinh nghiệm sử dụng canxi và kali để giúp cho cây chuối có thể cứng chắc hơn, để cho năng suất và hiệu quả hơn. Mời bà con những khán giả cùng theo dõi. Vườn chuối rộng 55 hectare của nhà nông Nguyễn Lợi Đức luôn xanh tốt trên vùng đất phèn nặng thuộc xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Hiện tại nhà nông này đang áp dụng quy trình canh tác chuối an toàn để xuất khẩu. Vì vậy lựa chọn phân bón, thuốc trừ bệnh vừa đảm bảo chuối phát triển khỏe, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh là rất cần thiết, nhất là trong mùa mưa. Qua kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, nhà nông Nguyễn Lợi Đức đã có được những kỹ thuật chăm sóc phù hợp cho trang trại của mình. Nói chung là đây là cái mùa giông bão, nếu mà cây chuối nó cao quá nó rất là dễ đổ ngã. Cho nên là mình bón phân là mình hạn chế, mình đưa kali vô nhiều chút để mình hay nhớ đưa ba canxi vô để hạn chế cái chiều cao. Cao quá nó vất vả lắm, mùa mưa này nếu ngay chân cái luồng gió đi bẻ gãy cái là nhìn thê thảm lắm. Kali bình thường thì mình bón với ba cái phân đạm như là ure, kali. Rồi mình hai cái mình bón chung để mình bổ sung dinh dưỡng cho cây chuối. Bình thường thì một tháng thì mình bón một lần, mình tưới thường là 1.500 lít này, pha nó khoảng 25 kg kali, đạm cũng khoảng 25 kg, mình tưới cho 1 hecta có nghĩa là 50 kg mình tưới cho 1 hecta chuối. Kali thì về chủ yếu là mình bón cho cây chuối để mình làm cho cái cây nó cứng cây, nó ít đổ ngã vào mùa mưa thôi. Hai cái mình xài riêng nó đâu xài chung được. Vôi thì trường hợp như mà cái bẹ chuối vào cái mùa mưa nó hay bị thối bẹ đó, khi mình chọc tay vô nó chảy nước ra là thối quá rồi. Thì cái đó là nó bị vi khuẩn, là nó không có thuốc nào trị hết trơn, chỉ có là vôi mình quậy đậm đặc cái mình bắn vô cái cây chuối rồi nó sẽ đâm khô ngay. Một năm thì mình chỉ xịt hai lần thôi, như là cái đầu mùa mưa, khi mà chuẩn bị vô đầu mùa mưa thì những cái nấm bệnh nó phát triển mạnh đó, tưới cho ướt cái mặt clip ở dưới. Ví dụ như một bao vôi 40 kg hoặc là vô bung á, mình bơm một bồn nước 1.500 lít thì mình đổ một bao vôi vô cái mình sẽ nó tan đều hết trơn, rồi mình bắt đầu mình có máy nén cái vòi xịt đó, mình tưới trực tiếp vào cái thân cây chuối. Một trong những biện pháp ức chế sự phát triển của những loại nấm gây hại là dùng vôi. Chất này còn giúp cho những vi khuẩn có lợi trong đất phát triển, từ đó đất khỏe. Một công dụng khác là vôi giúp phát huy hiệu lực của chất hữu cơ của phân bón. Do trang trại này nằm trong vùng đất phèn nên vai trò của vôi là hết sức quan trọng. Vì ở đất phèn, phân lân bón vào đất chỉ hữu dụng khoảng 30%. Bón vôi trước khi bón phân lân, nhất là lân super, sẽ làm gia tăng sự hữu dụng của phân lân và gia tăng sự hấp thu kali của cây trồng. Vì vậy khi phun vôi định kỳ kết hợp với sử dụng nguồn phân bò tại chỗ đã giúp cho vườn chuối phát triển khỏe, ổn định trong suốt 4 năm qua. Nhiều vườn ở đồng bằng họ làm nhưng mà họ lại không ăn được nhiều năm. Có nghĩa họ trồng xong một lứa chuối từ cái chuối mô, họ đem trồng họ ăn khoảng ngỡ chừng cái dòng F1, F2 là họ phải hủy, họ trồng lại. Nhưng mà ở đây mình tận dụng được cái nguồn phân bò, phân chuồng dồi dào cho nên mình bón chủ yếu là phân bò. Đây mình cũng là mới trồng thôi, nhưng mà so sánh với các vườn khác á, thì tới thời điểm này mình đã ăn tới dòng 4, chuẩn bị ăn tới dòng thứ 4 rồi. Nhưng mà chuối mình thấy là nó phát triển rất là đẹp. Nhà nông Nguyễn Lợi Đức đã sử dụng tốt nguồn tài nguyên tại chỗ, kết hợp hiệu quả lợi ích từ canxi và các loại phân bón, từ đó giúp tăng hiệu quả sản xuất, nông sản có chất lượng tốt. Canxi không chỉ cung cấp khoáng chất cho cây trồng, vật nuôi, mà còn nhiều công dụng giúp cải thiện đặc tính lý hóa của môi trường sản xuất. Hiện nay, người tiêu dùng đòi hỏi chất lượng thực phẩm phải sạch và an toàn. Muốn như thế thì trong sản xuất, người nông dân phải tránh sử dụng thuốc và chú trọng chăm sóc quản lý môi trường. Một trong những biện pháp phòng bệnh cho cây trồng và vật nuôi hữu hiệu nhất là định kỳ sử dụng canxi qua vôi bột, một loại vật liệu rẻ tiền, dễ tìm và có hiệu quả cao.